9 trên 10. Lý do là ngày hôm nay cái thủ tục bàn giao thì các bạn cho một có hẳn một cái đội bên đây sửa chữa ngay lập tức những cái phản hồi của chị về chất lượng nhà hay là một số những cái cần phải cải thiện. Nói chung là về mọi thứ thì không có vấn đề gì, chỉ có những cái nhỏ xíu thôi là các bạn đã xử lý ngay lập tức cho chị rồi. Thứ hai nữa là về kết cấu cũng như là cái cách bố trí nhà thì nó rất là tuyệt vời. Thực sự là lúc mà mua chị cũng không biết tư duy nó ra làm sao, cho tới khi nhận nhà thì căn hát L1B1111 này thì 4 phòng, 3 phòng ngủ chính và phòng khách đều là có view và bao phủ trọn hết cả cái không gian và thậm chí là cái phòng lô ra cái view cũng rất là đẹp. Dạ đúng rồi, căn của mình nó rất đẹp, được luôn. Thì chị thấy chị rất là hài lòng, chị cảm ơn các bạn và hy vọng là Eco Green sẽ là một cái nơi đáng sống cho cả cư dân và tạo ra một cái thương hiệu tốt cho Eco Green và cư dân xung quanh. Dạ, cảm ơn chị.